Rồi, chào mọi người đã trở lại với kênh bán hàng đồ nghề nhập của em. Mọi người mua hàng liên hệ số gọi trên màn hình nha, 024 830 843. Video hôm nay là một trong những video em giảm giá hành lý hàng cuối năm. Rồi, hầu như tất cả các mặt hàng ở đây là em đã có đăng trên video trước đây trên kênh nha mọi người. Nên mọi người cần chi tiết cái món hình đó, món hàng đó thì mọi người xem lại mấy video trước. Em có đăng mấy cái món này rồi ha. Và hôm nay em sẽ giảm giá. Rồi. Video này số 5 ha mọi người. Có mã ở trên, mã số ở trên từng cái sản phẩm nha. Cái này ví dụ cái này là mã 68 nè. Đó. Mọi người chốt hàng thì liên hệ nhắn tin giùm em. Tại vì số lượng mặt hàng em giảm giá nó nhiều quá nên là gọi điện thì nghe không có kịp máy đâu nha mọi người. Cho nên mọi người ưu tiên là nhắn tin giùm em. Cứ nhắn tin vô. Người nào chốt trước thì em sẽ ok chốt người đó ha. Còn ví dụ như hàng nó hết rồi thì em có thể là không có nhắn tin trả lời lại nha mọi người. Cho nên là cứ nhắn tin vô. Người nào mua trước thì em chốt trước. Rồi. Hôm nay là đây coi. Video này có những cái mã số nè. Rồi đầu tiên là cái hai cái len nè mọi người. Mấy mặt hàng này nó đồng giá là 200 ngàn nha mọi người. Em giảm giá cuối năm hành lý ha, 200 ngàn một món. Đó. Món nào là cũng 200 hết nha mọi người. Đồng giá luôn cho nó nhanh. Đây là cái len của Minota. Này Minota, cái dòng len này như xài cho Sony nha mọi người. Là nó ngàm, nó là ngàm gì, ngàm A đó. Đó, mọi người có chơi máy Sony ngàm A là nhìn qua là biết ha. Tình trạng là còn trong veo, không có bị chày hết nha mọi người. Đây, đó lên nó còn trong veo, còn cái nắp luôn. Minota 35 đó. 3570 ha, đây. Có macro luôn, chụp cận cảnh, chụp cảnh gần nè. Mã 57 ha. Rồi 56 nè, cái này 56. Số nó hơi lộn ha. Nhưng mà vẫn là mỗi món một mã. 56 là cái cũng là một cái len của Japan nha mọi người. Nhật sản xuất. Này nó có cái nón luôn. Cũng là ngàm A ha, cho Sony ngàm A. Mọi người xài mấy cái máy dòng khác thì nó có bán cái đồ chuyển qua nha mọi người. Mọi người mua ngoài mua cái ngàm chuyển, nó gọi là ngàm chuyển sang cái máy của mình đang xài là xài ok ha. Đó, cái len này là được rồi. Tamron. Xin lỗi là Tokina mọi người. Đây. Nó hiệu là Tokina 1935. Khẩu là 3.5 4.5 nè. Đó. Còn nắp đậy luôn nè. Không có nắp này nha. Này là cái nón ha, gọi là cái nón che nắng. Rồi, len này mã là 56 mọi người. Rồi, tiếp theo một cái bình nước. Bình này tình trạng là nó giữ nước gọi là sao nhỉ? Nó giữ nước nóng mà kém nha mọi người. Của Nhật sản xuất nè. Nippon Sanko Senso. Bên này tầm 1 lít ha. Nắp này muốn chế nước mọi người nới nó ra vậy. Lỏng là nó chế ra theo cái hướng mũi tên nè, nó có chỉ cho mình đó. Tình trạng nó giờ là mình giữ nước đá thì ok. Còn giữ nước nóng thì nó hơi kém.
nó chỉ vậy thôi. Giữ cái bằng giữ trong ngày thôi nha mọi người, hơi kém tí so với mấy bình khác đó. Ngày thương hiệu nó nè, của Nhật sản xuất luôn, bình tầm 1 lít nè mọi người, chứa tầm 1 lít rồi. Bình là mã 58 ha. Rồi tiếp theo là một cây búa. Cái búa này mã đồng nha mọi người, rất là đẹp. Đây tình trạng nè, còn nguyên phẳng luôn, rất đẹp. Cán gỗ nguyên zin của Nhật. Đây cái logo nó nè. Rồi mã là 59. Rồi 60 đây, cây cạp hàng hả mọi người. Cây này cạp mát của hàng, đặc biệt là đây vô dây, vô dây mát đây nè. Đặc biệt là nó full bằng inox nha mọi người. Này bằng inox, chiên kẹp, chiên kẹp luôn. Cái này mọi người kẹp sắt cũng ok, nhưng mà nó chiên là kẹp cả ống mọi người. Đây chiên kẹp ống, hàng ống. Đây ví dụ mọi người hàng cái ống thì kẹp mát vô cái ống nè. Đó rồi hàng nó là vậy, nhưng mà kẹp mặt phẳng vẫn ok mọi người. Mọi người để mặt phẳng ở đây vẫn kẹp được. Đó. Đặc biệt nó full inox hết nha, này nó bằng inox, ốc cũng bằng inox luôn. Nó rất là chất, hàng nội địa của Nhật mọi người. Rồi kẹp hàng mã là 60. Rồi tiếp theo là một cái cây, cái này gọi là gì ta, ông cũng không biết công dụng chính xác của nó. Đây là công tắc, đây có cái mũi nè, không phải mỏ hàng ha. Cây này thì mấy lớp trước em cũng có đăng rồi nha mọi người, muốn xem chi tiết thì mọi người bấm vô lớp trước giùm em. Này mở lại một lần nữa ha, bên trong nó sẽ như thế này đó. Cái mũi này giống như mũi hàng luôn, mũi này bằng đồng nhưng không phải mo, nhưng nó không có nóng nha mọi người. Vô điện thì nó vô đó mà nó không nóng. Đây là cái tên đó nè, ở bên trong nè mọi người xem ha, còn nguyên, không có dấu hiệu hư gì hết. Đây nó có một cái công tắc, không biết làm cái gì đó. Còn ra nó nới, nó hở công tắc ha, còn lại nó đóng nè, đóng công tắc. Rồi rồi cái này là mã 61 nha mọi người. Đây mã 61. Rồi 62 đây, một cây súng Kurita rất là chất nha. Súng này súng xịt gió, cái này gắn dây ở trên nha mọi người, trên trần gắn xuống. Cái súng này gắn dây trên trần gắn xuống rất là tiện đó mọi người, xài xịt vậy nè. Đặc biệt đây nó có cái đầu chỉnh áp luôn, bận vô nè, bận ra, bận ra là nó tắt ha, rồi vô nó sẽ tăng áp từ từ lên đó. Kurita nội địa Nhật. Rồi mã là 62 ha. 63 đây, một cái đốc chuyển ra sạc điện thoại cho cục pin Makita 14-18V, hoạt động ok nha. Đây cái đốc chuyển ra điện thoại, ra sạc điện thoại, đây ra USB nè, hai cổng luôn, sạc hai cái điện thoại cùng lúc. Rồi mã là 63.
64 đây. Cái cây này là cái máy này là cái máy nha. Máy này hàng của Mỹ sản xuất mọi người. Made in USA nè. Xài điện 110 nha. Cái máy này là mấy mọi người mà làm bên ngành điện tử, máy làm máy điện tử sẽ biết cái máy này ha. Nó quấn kiểu bằng nó quấn cái chân con diode con gì á, mấy con linh kiện á, nó có cái chân mà nó quấn mấy cái cọng như là cái cọng dây điện quằn vô cái chân á, là dùng cái máy này quấn nè mọi người. Đây mình cho dây điện vô đây rồi bấm cái nó chạy, cái nó cho dây điện ở đây rồi đút cái chân linh kiện vô rồi bấm cái tự động nó quấn đều bon cái chân ra. Nó là vậy ạ. Rồi mã là 64 ha. 65. Cái ổ khóa này ổ khóa chuyên dùng cho laptop nha mọi người. Đây ổ khóa laptop. Còn nguyên dây nguyên chìa của nó luôn. Dây này dài tầm 1m8 nha mọi người. Dây cáp dài 1m8. Ổ khóa laptop ha. Mã là 65. Rồi 66, một cây cắt. Cây cắt ống nước của MMC. Này cắt size 37 mọi người, ống 37. Còn rất đẹp. Đây xài rất ít ha. Xài nhiều nó sẽ bong cái lớp đây rất là dễ bong. Nè lưỡi nè, rất đẹp. Rồi mã 66. Rồi 67 là cây đục mọi người. Cây đục siêu to khổng lồ luôn. Nó dài gần 60 á. Của Nhật. Lưỡi nè. Lưỡi còn khá là ok. Rồi. Rất là to nha. Cái này tầm như là 30, ấy xin lỗi là như 4 phân lần ba mấy 40 phân. 40 mm. Rất là to. Đây mọi người muốn xem chi tiết thì có mấy cái clip trước mình có đăng cái này lên rồi ha. Đó, mọi người xem lại giùm. Có cái bao của cái lưỡi luôn nè. Mã 67 nha. Rồi 68 là cây kéo tỉa. Cây này kéo tỉa. Kéo tỉa cành bonsai ha. Cây này tình trạng thì nói chung nó về nguyên lưỡi vậy như vậy ha. Cái này mọi người muốn bén thì phải mài lại. Đó lưỡi nó như vậy nè. Đó tình trạng nha mọi người. Rồi gờ. Rồi size nó tầm 20 á. Mã 68 ha. 69. Đây cây đa năng. Cây này cây kiềm đa năng. Kiềm búa. Rồi này nhổ đinh, nhổ ghim gì luôn nè. Này dặn ốc được luôn nè. Này đóng đinh nè. Để đinh lên đây, đóng xuống. Kẹp đinh. Cây này rất là đa năng. Rất đẹp luôn. Là mã 69 nha mọi người. 70 nè. Cây cạp bonsai nha, cạp xéo. Lưỡi mẻ rồi. Lưỡi này nó bên đầu bển nó bấm vô trúng cái gì đây, trúng kẽm hay sao. Nó mẻ mọi người. Chứ thường cạp mình bấm cây thì nó rất là khó mẻ. Bấm cây không á. Bấm trúng cái đinh nè. Mẹ tròn vo luôn. Thường thì mình bấm cây, bấm dây nhôm đồ nó ok hết là nó đâu có mẻ đâu. Dây nhôm nó cũng bấm được. Nó này nó bấm trúng sắt rồi. Mẹ. Rồi cái cạp Nhật nè.
ngoại hình còn khá mà nó đi mẻ một cái lỗ này mọi người. Rồi mọi người này, cây này mọi người về sửa lại. Rồi mã là 70, đồng giá là 200 ngàn nha mọi người. Rồi cuối cùng đây, à xin lỗi, cây này chưa cuối cùng, còn cái đài này nữa. Cây này bấm cót, bấm được rất là nhiều loại cót, 1, 2, 3, 4, 4 cỡ. Densan, Made in Japan. Densan của Nhật ha. Chuẩn luôn, trời ngon rồi. Rồi mã là 71 mọi người, bấm cót. Rồi 72, cái đài của Nhật. Đây hương hiệu của Nhật. Đài này nó xài điện 100V nha mọi người, điện vô 100V nè. Nhưng mà nó đang là xài pin, nó có thể xài pin nè, 1, 2, 3 viên pin. Pin to đó, pin D to nhất. Nó còn hoạt động FM, AM rồi ok nha. Còn băng đĩa thì em không biết, băng đĩa em chưa có thử nữa. Đây mở ra nè, băng đĩa thấy nó không có chạy. Với lại ở đây nó bị gãy cái bản lề nè, nó bung này nè. Đó, vậy thôi. Này hàng này cho mọi người để co cũng được, co rất là đẹp. Này pin yếu à, bật nó không có lên nữa. Này pin yếu rồi nhưng mà mọi người hai pin mạnh nó sẽ dò được, em đã test nó dò ok rồi. Còn đây là đây nguồn, còn đây lỗ gì không biết. Rồi, cái đài mã là 72 nha mọi người. Mã cuối cùng. Rồi, em kết thúc cái video này ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ. Hẹn gặp lại.